Ngoài 20 tháng 10 cho cô người yêu trẻ con, yêu sai người thì cứ phải gồng mình trưởng thành, còn yêu đúng người thì cứ mãi làm trẻ con cũng chẳng sao. Mình thấy đa số mấy nàng con gái đều thích mấy thứ nhỏ nhỏ, nhiều màu sắc xinh xinh. Ừ thì ở nhà rừng cũng có sẵn set quà cho mấy anh đựa tặng cho mấy nàng nè. Còn không thôi, nàng nào thích quá rồi thì cứ tắt thẳng tên anh người yêu vào đây luôn cho nó nhanh, không một động tác thừa. Vâng, xin giới thiệu đến cả nhà set xà phòng hoạt hình dễ thương của rừng, đường pha màu pastel từ Maika của Mỹ, hương thơm tinh dầu phản phất điểm thêm chút cái nốt hương lạ lạ, mùi gì mà nó thơm dễ chịu muốn xỉu cái đùng luôn. Xà phòng của nhà rừng thì từ dạng bánh vuông 100g hay đến cái dạng tạo hình hoạt hình dễ thương thì đều được làm bằng phương pháp Cone Process. Rừng không chơi hệ đổ phôi, xà phòng Cone Process thì phải mất từ 4 đến 5 tuần để cân bằng lại độ pH trước khi bán. Và vì sao mà rừng yêu thích sự chờ đợi và làm thủ công thật lít kích này? Đó là vì nếu làm xà phòng theo phương pháp Cone Process thì rừng có thể tha hồ tự do sáng tạo và lựa chọn nguồn nguyên liệu đầu vào. Đâu chỉ có dầu dừa và sốt, ở trong mỗi bánh xà phòng mà rừng làm ra còn có các loại dầu hay ho khác như dầu cám gạo, quả bơ, mơ, dầu niêm, bơ hạt mỡ, bơ cacao. Xà phòng hoạt hình khi dùng cùng túi lưới thì tạo bọt rất nhiều và rất mịn, nàng nên dùng để rửa tay và tắm.